Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 2 thì là năm 2021 và cũng là mùng 8 mùng 8 Tết rồi các bạn nhá. Thì là bên mình cửa hàng mình thì cũng mở hàng từ lúc tận hôm mùng 3 cơ. Thì vì mình mở hàng mùng 3 nhưng mình bán ở cửa hàng thôi. Thì mình chưa bán được cửa hàng thì mới Tết ra thì mình chưa bán online được. Thì là hôm nay thì là sắp xếp công việc ổn định hết rồi, cửa hàng ổn định hết rồi thì hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục bán online. Thì là năm 2020 thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ sản phẩm mình trong suốt thời gian qua năm 2020. Và năm 2021 thì mình sẽ hứa ra thật nhiều điện thoại cũ giá rẻ, thanh lý cho các bạn lựa chọn và tặng ông bà bố mẹ người thân để sử dụng. Thì hôm nay thì nhà mình về mấy mẫu thì các bạn là có thể là mua cho học sinh học online nào thì nói chung là các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì rất là tuyệt vời. Có mấy mẫu giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho các bạn nhé. Thì là các bạn là năm 2021 này thì mình sẽ ra rất nhiều điện thoại cũ. Thì các bạn là cứ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì là mình sẽ ra thật nhiều điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Đây ạ. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu giá rẻ dành cho các bạn mua về học cho con nhỏ học online. Học online hoặc là học tại nhà chẳng hạn đấy, học online học tại nhà chẳng hạn đấy. Con Oppo A7s này chẳng hạn này, đó, như này là con Oppo A7s này. Đấy, như này con Oppo A7s thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn vì giá là rẻ thôi. Con Oppo A7s này thì là RAM 2GB. Đấy. Giới thiệu điện thoại, con này là RAM 2GB. À đâu, con này là phiên bản là RAM 3 đấy chứ. Sorry các bạn nhé. Con này là RAM 3GB này, bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình con Oppo A7s này thì là màn hình của nó tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Tình trạng con Oppo A7s này thì là của nó là bị hỏng camera trước nhé. Camera trước của nó bị lỗi thì camera sau thì vẫn là bình thường nhé. Camera sau thì con này thì hoạt động bình thường. Nó chỉ có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn chỉ đây, camera sau thì bình thường, còn camera trước thì nó bị lỗi các bạn nhé. Đấy thì đây. Lỗi thì mình sẽ thanh lý giá cực kỳ rẻ cho các bạn. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về tặng các em nhỏ học online hay là ABC cái gì cũng được nhé. Hoặc là các bạn làm máy phụ nghe gọi rất ok nhé. Pin 4000 mà có 1 triệu thôi các bạn nhé. Đấy, năm 2021 thì là cũng cảm ơn các bạn là năm 2020. Thì năm 2021 thì các bạn ủng hộ bên mình thật nhiều để tặng cũ nhá. Đấy, còn Oppo A7s đầu tiên. Đầu có như là khai xuân luôn. Đấy, khai xuân con này hôm nay bên mình bán đầu tiên online mà. Mình sẽ khai xuân các bạn về con này 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, Oppo A7s. Thì hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Đây. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình nhé các bạn nhé. Đấy, gần các bạn có thể là qua trực tiếp được cửa hàng địa chỉ của mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Đây, số điện thoại hotline bên em đấy nha các bạn nhé. Và các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể lên kênh YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú nhé. Đấy, đây Triệu Phú TV, các bạn gõ kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì được là hơn 56.000 lượt sub nhé. Đấy, hơn 56.000 lượt sub này. Đấy, các bạn kích vào mục video này, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ đây. Tận 3 tuần trước cơ, bên mình nghỉ Tết rất là dài nhé. Thì hôm nay mình bắt đầu là ủng hộ làm lại. Thì là mong các bạn ủng hộ bên mình được nhiệt tình các bạn nhé. Đấy, Oppo A7s. Con này đầu tiên là 1 triệu đồng. Nếu mà tin nhắn Zalo mà mình không trả lời kịp ấy, Facebook mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp của mình đặt hàng nhá. Đấy, 1 triệu đồng con Oppo A7s này nhá. Mình mấy mẫu giá rẻ cho bạn này. Tiếp theo là con này là Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì là con này là phiên bản của nó là bản công ty. Đấy. Đấy, Samsung Z7 Pro, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin con này là pin 3K6, con này thì là máy màu hồng các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Khách thì đã bảo với mình là thay màn OLED một lần nhé. Con này thì là khách đã thay bảo với mình này là khách đã thay màn OLED một lần rồi. Đấy. Con Samsung Z7 Pro này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1 triệu tư nhé. Đấy, 1 triệu tư, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Chạy cực kỳ là khỏe các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ cũng là hơn 9 giờ tối rồi. Đấy, mình sẽ like sớm để các bạn lựa chọn nhé. Và tiếp theo là con Samsung, con này là Z3 2016 này. Con Samsung Z3 2016 này, đây. Samsung Z3 2016 các bạn mua về học online cũng rất là ok nhá.
Con này thì là mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k nhé. Con Z3 2016 này được cái là màn hình của nó là màn hình của nó là AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là rất đẹp. Hoặc các bạn mua về tặng phụ huynh, học sinh cũng rất ok, học online nhé, 900k nhé. Con Samsung Z3 2016 này là 900k cho các bạn lựa chọn nhé. Đây, và tiếp theo lại một mẫu học online giá rẻ cho các bạn, con này là con Oppo A1K. Đây, giới thiệu các bạn con Oppo A1K, con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con Oppo A1K này là màn hình của nó là tràn viền, 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000. Con này thì là ngoại hình còn rất là ok. Con này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1.700.000 các bạn, cho các bạn nhé. Con Oppo A1K này là 1.700.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này các bạn nha, hàng mình được sớm nhất nhé. Đấy, năm 2021 thì mình sẽ cố ra nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ để các bạn gì nhờ sử dụng các bạn nhé. Đấy, A1K này cho các bạn học online 1.700.000 nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung gì nhỉ? Con sorry các bạn nhé, con này là Soli Z. Đấy. Soli Z, con này là Soli Z, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì máy màu đen, ngoại hình thì còn 90%. Con Soli Z này thì bên mình cũng bán cho các bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đấy, chỉ với giá là 1.500.000 thôi. Các bạn đã sở hữu là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, cổng sạc Type-C nhé, rất ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Soli Z này các bạn hàng được sớm nhất. Đấy, con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đấy. Và tiếp theo thì lại mấy mẫu S8, mấy mẫu S8 thì đây, tiếp theo đây nhà mình này. Đây. Nhà mình này thì lại về con LG G7 này. Con LG G7 thì con này là mấy màu lông chuột các bạn nhé. Đấy, màu xám, màu lông chuột này. Con LG G7 thì con này thì là máy ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Con này thì là bản Mỹ, một sim. Cấu hình con bản Mỹ này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Đấy, con này sorry các bạn nhé, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Con này là bản Mỹ này. Đấy. Thinh. Đấy, con này là bản Mỹ này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là 6,1 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy, các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đây mình sẽ vào YouTube, mình sẽ nghe nhạc cho các bạn nhé. À quên, nó bắt được cập nhật. Kiểu cái Android, nói chung là Android thì nó hay bắt cập nhật ứng dụng lắm. Nói chung là loa cái bọn này thì to, nghe cực kỳ là phê luôn. Đấy, con LG G7 này thì là đây. Con này thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn các bạn nhé. Con này là máy còn zin áp suất nhé. Con LG G7 bên mình còn máy còn zin áp suất nhé. Đấy, máy đẹp leng keng xà beng. Con này thì bên mình đang bán với mọi giá là 2.800.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhé. Đây, máy màu lông chuột rất là đẹp, 2.800.000 nhá. Các bạn mua về học online rất là ok các bạn nhé. Đấy, tiếp theo đây, và tiếp theo lại mẫu mẫu online giá rẻ cho các bạn này. Con này là Vinmart B3 này. Vinmart B3 thì là màn hình con này là màn hình của nó là 6 inch nhá. Rất là to luôn, to bự 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 luôn này. Con Vinmart B3 này thì là máy ngoại hình nó rất là đẹp luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k nhá. Đây, Vinmart B3 900k cho các bạn nhá. Đấy. Vinmart B3 màn hình 6 inch. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k, các bạn mua về học online cho các em nhỏ học online thì rất là ok. Tại vì đợt này nghỉ dịch thì hết tháng 2 cơ. Đấy, các bạn mua về học online rất là ok nhá. Vinmart B3. Nghỉ rồi ông ơi. Nghỉ rồi. Biết rồi, tôi nghỉ rồi nhá. Bây giờ tôi nghỉ rồi mà. Tôi nghỉ rồi để mai. Ừ, tôi nghỉ rồi mà. Đây này, S8 này. Bây giờ tôi để mai, tôi bận rồi, tôi nghỉ rồi nhá. Đây, ta mình về mấy mẫu đây. Đấy, nửa đêm có khách gọi đấy các bạn. Đấy, mình bảo nghỉ rồi là nghỉ rồi, mình không làm đâu. Đấy, tính mình là thế cơ. Đấy, S8 thì hôm nay nhà mình về được mấy mẫu, 4 con đấy. À đấy,
S8 thì hôm nay nhà mình tối nay thì mình về ba con, còn con này con S9 chứ. Đấy. Mình sẽ giới thiệu qua về con S8 này. Đây, con S8 này con này là màu mận chín nhá. Màu mận chín, ngoại hình con này của máy còn 90 trên 90%. Con S8 màu mận chín này thì là màn hình của nó là màn hình của nó tràn viền, độ phân giải của nó là 2K. Màn hình con này nó là 5,8 inch các bạn nhé. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Đây. Con S8 này của mình bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đây ạ. Đấy. Nhà mình thì về hôm nay thì về ba cây này, một chiếc màu mận chín màu đen này và một chiếc màu lông chuột các bạn nhé. Thì tình trạng thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một. Thì là con S8 này là bản Hàn 2 SIM này. Màn hình con này thì màn hình của nó là hơi ảm nhẹ một chút thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con S8 bản Hàn 2 SIM. Màu mận chín rất đẹp, màn hình thì hơi ám nhẹ một chút thôi. Mình sẽ xả các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng, RAM 4 bộ nhớ 64 các bạn nhé. Các bạn mua S8 các bạn dùng cực kỳ là sướng và rất là ok nhé. Với tầm giá 3 triệu rất là ok các bạn nhé. Và con tiếp theo này thì con này thì màn hình đẹp keng nhé. Không ám hố hay không lưu ảnh gì. Các bạn chỉ để ý kỹ thôi. Các bạn để ý kỹ là chỉ chấm một tí đây này. Đấy, các bạn chỉ chấm một tí đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Chấm đen đen ở chỗ đầu tay mình này. Đấy, chấm một tí 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 thôi, các bạn để ý kỹ thì mới thấy, còn bình thường các bạn mình không chỉ các bạn, nhiều bạn không biết đâu các bạn nhé. Con này thì mình cũng bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng. Con này thì màn hình đẹp keng, chỉ bị chấm một tí thôi. Thì mình sẽ xả các bạn với giá là 3 triệu đồng nhá, con S8 màu đen này nhá. À, 3 triệu đồng. Đấy. Nói chung là S8 này các bạn khỏi phải chê rồi. Thì mình sẽ thử nghe nhạc, xem phim 4K luôn cho các bạn nhá. Đầu xuân năm mới thì không biết là các bạn đã mua được nhiều điện thoại chưa. Nếu mà chưa mua được nhiều điện thoại thì các bạn là cứ ủng hộ bên mình nhiệt tình nhá. Đấy. Đấy. Bây giờ rất nhiều shop bán online thì các bạn là chọn shop uy tín để mua hàng nhé. Đấy, sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần, bảo hành 6 tháng. Đấy. Mọi chi tiết lỗi các bạn cứ gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình thì mình sẽ đổi và khắc phục cho các bạn. Đấy, các bạn nghe nhạc vàng khỏi phải phê luôn. Màn hình 2K, các bạn xem phim thì cực kỳ sướng nhá. Nghiêng không có độ lóa mờ gì luôn. Đó. Năm nay lại một năm Covid tiếp, đâm là không biết là kinh tế còn đi xuống đến bao nhiêu. Con màu lông chuột này thì là màn hình đẹp keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây, ngoại hình thì máy còn rất là ok luôn. 90 trên 90%. Con này thì mình cũng bán cho các bạn với giá là 3 triệu 500k nhé các bạn nhé. Con S8 nhỏ này, màn hình là 5,8 inch. Dùng rất là sướng, rất là phê. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 đấy các bạn, nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, mua về học online rất là ok, 3 triệu 500k cho các bạn nhá. Đây, và tiếp theo đây là con lót 9 này. À gì nhỉ? Sorry các bạn nhé. Con này là Samsung S9. S9 thì con này cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy, con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con này S9, S9 thì nó giống con cực kỳ con S8 này. Đấy. Nó được cái là camera của nó là vân tay bên dưới, nó không nằm ngang như con S8 này. Đấy, S9 thì cấu hình thì nó mạnh hơn. Cũng là RAM 4 thôi, bộ nhớ 64GB thôi, nhưng mà có chip trước nó xử lý nó khác. Con này bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con màu mận 9 này thì mình sẽ bán với giá là 3 triệu 900k các bạn nhé. Đấy, con này thì là màn hình đẹp keng, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy, đấy. Con S9 này thì màn hình đẹp keng, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Giá chỉ với giá là 3 triệu 900k cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé. Màn hình đẹp keng luôn này các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về xài chiếu đập máy mới hỏng thôi. Và bình thường giật lỗi vặt rất là ok các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp. Thì các bạn cứ ưng máy nào thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhé các bạn nhé. Đấy, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian năm 2020 và những năm trước các bạn nhé. Còn năm nay thì mình sẽ ra được những mấy mẫu mà thì mình sẽ cố gắng làm tốt hơn năm cũ. Nói chung là ai cũng phải mắc lỗi mà. Nói chung là ai cũng phải mắc lỗi. Đấy, ví dụ năm ngoái thì mình có một lỗi, một hai cái chi tiết lỗi gì mà các bạn không hài lòng thì là các bạn cũng năm cũ rồi thì các bạn cũng bỏ qua bên mình. Thì là năm mới thì các bạn lại ủng hộ bên mình cực kỳ nhiều nhá. Đấy, lót 8 thì hôm nay nhà mình về được hai em, một chiếc màu đen và một chiếc màu xanh. Lót 8 này thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó là 6,3 inch. Đấy, độ phân giải của nó là 2K. Đấy, lót 8 các bạn cũng khỏi phải chê luôn. Nghe nhạc xem phim cực kỳ là tuyệt vời. Màn hình 2K, đây các bạn nghe nhạc thì quá là phê luôn, quá là to. Đấy, lót 8 thì có hỗ trợ là cái bút này. Các bạn viết vẽ thì khỏi phải chê. Đấy. Đấy, em gái rất là xinh luôn này. Nghiêng không có độ lóa mờ gì các bạn nhé. Đấy.
Con lót 8 màu xanh này thì là ngoại hình máy còn 90 trên 90%. Máy cũ rồi thì lòi 99% thì nó hơi quá một tí các bạn nhé. Đấy, thì là con này thì là màn hình đẹp keng, không AMOLED ấy, không lưu ảnh gì. Con lót 8 đẹp keng này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 4 triệu 500k. Nếu mà lót 8 mà dưới 4 triệu đồng ấy thì chỉ có màn hình ám thôi các bạn nhé. Không được màn hình đẹp keng như thế này đâu các bạn nhé. Đấy, con này là 4 triệu 500k cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 màu xanh này thì các bạn nhận hàng mình là sớm nhất. Đấy. Và con này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút nhá. Đấy, con này thì là màn hình của nó là hơi ám nhẹ một chút. Con này thì màu đen này cũng bản bản hàn hai sim hai sóng. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu 600k cho các bạn nhá. Máy màu đen, máy đẹp len keng xà beng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 phiên bản màu đen màn hình hơi ám nhẹ này một chút, 3 triệu 600k này thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Đấy, rất là ok. Đây, và tiếp theo một con lợn chết nữa. Con Oppo A37 này. A37 này thì là 9 lít cho các bạn nhé. Oppo A37 900k cho các bạn. Đấy, rất là rẻ. Các bạn mua về học online hoặc là tặng bồ người yêu cực kỳ ok. Đấy, 900k cho các bạn nhé. Con Oppo A37 này. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì là sang năm 2021 thì các bạn nhớ đăng ký kênh thật nhiều với mình và ủng hộ thật nhiều sản phẩm sản cũ của mình các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé. Năm mới thì chúc bạn là ủng hộ sức khỏe dồi dào và ủng hộ nhiều sản phẩm điện thoại cũ bên mình nhé các bạn nhé.